Không thể dự đám cưới, Mỹ Tâm làm điều này cho John Huy Trần và bạn trai Soái Ca. Cặp đôi John Huy Trần và Nhiệm Huỳnh bất ngờ khoe hình đi ăn cùng Mỹ Tâm sau ngày cưới khiến người hâm mộ vô cùng ghen tị. Tối ngày 15 tháng 4 vừa qua, biên đạo múa John Huy Trần và bạn đời Huỳnh Nhiệm tổ chức đám cưới tại một khách sạn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cặp đôi đã hoàn thành thủ tục kết hôn tại Canada. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều bạn bè nghệ sĩ trong showbiz Việt như Trấn Thành, siêu mẫu Hà Anh, Đức Tuấn và Quang Đăng. Được biết, John Huy Trần và Nhiệm Huỳnh có khoảng thời gian hơn 9 năm gắn bó trước khi tiến đến hôn nhân. Theo như chia sẻ của cặp đôi, đám cưới còn có sự xuất hiện của đàn chị Mỹ Tâm. Tuy nhiên, vì lý do bận lịch diễn tại Đà Nẵng nên người đẹp không thể tham dự được mà chỉ gửi hoa đến chúc mừng. Mỹ Tâm gửi hoa chúc mừng ngày trọng đại của John Huy Trần. Mới đây, cặp đôi John Huy Trần và Nhiệm Huỳnh bất ngờ khoe hình ảnh đi ăn cùng Mỹ Tâm sau ngày cưới, khiến người hâm mộ vô cùng ghen tị. Được biết, giọng ca Người Hãy Quên Em Đi và John Huy Trần là những người bạn khá thân ở ngoài đời từ lúc Nam Vũ Công về Việt Nam lập nghiệp. John Huy Trần khoe ảnh đi ăn cùng Mỹ Tâm sau đám cưới. Đây là món quà cưới muộn mà Mỹ Tâm dành tặng cho cặp đôi. Sau đám cưới như mơ, John Huy Trần cùng với bạn đời sẽ có tuần trăng mật tại Maldives. Trường Giang lột đồ bộ bụng cả rổ mỡ, quay sang Nhan Phúc Vinh khác một trời một vực, Nhã Phương nhìn thấy chỉ có yêu ngay và luôn. Đều mặc quần bơi, nhưng Trường Giang lại lộ nhiều khuyết điểm cơ thể so với đàn em kém tuổi. Sở hữu khuôn mặt điển trai, nhưng Trường Giang lại có chiều cao khá khiêm tốn. Không chỉ vậy, vóc dáng của danh hài Đức Quảng cũng không thật sự hoàn hảo. Thân hình nhiều mỡ thừa của Trường Giang khiến fan té ngửa. Dù vậy, Trường Giang không hề ngại ngùng mà tỏ ra rất tự nhiên khi dắt Nhã Phương đi bơi. Hình ảnh tình cảm ông Mười Khó và bạn gái khi còn đang mặn nồng. Lần khác, Trường Giang bất ngờ lột áo khoe cơ bụng, một múi không như mơ trong hậu trường khiến người xung quanh phải trố mắt ngạc nhiên. Trong khi đó, tình địch lớn nhất ở thời điểm hiện tại của Trường Giang là Nhan Phúc Vinh thì lại sở hữu body không thể chê ở điểm nào. Đặc biệt, mỗi lúc mặc quần bơi, anh chàng lại càng toát lên vẻ nam tính quyến rũ khó cưỡng. Vốn là một người mẫu, nên Nhan Phúc Vinh luôn chú ý giữ gìn vóc dáng của mình. Nhìn cơ bụng sáu múi săn chắc cường tráng của nam diễn viên, không chỉ Nhã Phương mà bất cứ cô gái nào cũng phải đổ rầm rầm. Điển trai vạm vỡ và body hoàn hảo, Nhan Phúc Vinh được coi là cực phẩm trong số các nam nghệ sĩ còn độc thân. Không chỉ vậy, Nhan Phúc Vinh còn cực kỳ ga lăng, tinh tế khi cởi áo khoác cho Nhã Phương vì thấy cô bị lạnh trong lễ trao giải cánh diều vàng vừa qua. Tin đồn hẹn hò giữa anh và Nhã Phương rộ lên trong thời điểm nữ diễn viên tuổi thanh xuân đang gặp trục trặc với Trường Giang. Lộ ảnh Nhã Phương bật khóc trong đêm giữa thời điểm bị đồn yêu Nhan Phúc Vinh. Bạn thân của Nhã Phương, Trung Quân khẳng định tin đồn liên quan đến nữ diễn viên là Nhảm Nhí. Nam ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh Nhã Phương nức nở trong đêm giữa thời điểm nóng. Đang lúc chuyện tình Nhã Phương Trường Giang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, Nhan Phúc Vinh bất ngờ trở thành cái tên vướng phải tin đồn tình ái với nữ diễn viên họ Trần. Theo đó, trong đêm trao giải cánh diều vàng 2017 diễn ra vào 15 tháng 4, Nhan Phúc Vinh chẳng ngần ngại cởi áo khoác đưa cho Nhã Phương vì sợ cô bị lạnh. Nhận lấy áo, nữ chính tuổi thanh xuân nở nụ cười rạng rỡ, rời khỏi đêm trao giải. Cả hai bị bắt gặp thân mật đi ăn tới 2 giờ sáng, rồi trở về cùng khách sạn. Trở về ngay sau buổi tối thị phi, Nhã Phương đã bị tác động tâm lý. Ngay sau đó, Nhã Phương chủ động nhắn tin xin lỗi Nhan Phúc Vinh vì không muốn anh gặp phiền phức khi bị cho rằng là người thế chỗ Trường Giang, trong khi chuyện tình cảm của cô và nam danh hài còn chưa rõ trắng đen. Cho tới tối ngày 17 tháng 4, bạn thân của ngôi sao tuổi thanh xuân, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã chia sẻ một số hình ảnh gây chú ý trên Instagram. Theo đó, nữ diễn viên được người bạn đưa đi gọi đầu lúc nửa đêm. Ngay trong salon tóc, cô lặng người nhìn điện thoại và rơi nước mắt khi nghĩ về thị phi đang bủa vây quanh mình. Nói về người bạn, Trung Quân cho biết Nhã Phương đã rất buồn sau khi vướng tai bay và gió. Khổ thân Nabi, tự dưng sau quả tạ rơi trúng đầu cái bụp, tự dưng ăn ở hiền lành tử tế vướng phải tin đồn linh tinh. Vậy nên tôi đưa cô gái đi gọi đầu sấy tóc lúc 1 giờ đêm. Để đời bớt thâm với Nhã Phương, khóc ít thôi cười nhiều lên, Trung Quân nhắn nhủ cô bạn thân thiết. Trung Quân khẳng định tin đồn liên quan đến Nhã Phương là linh tinh. Nhã Phương với đôi mắt ngấn lệ được Trung Quân chia sẻ.
hai người được biết đến là đôi bạn thân thiết nhiều năm. Trước đó, khi được hỏi về nghi án tình ái với Nhã Phương, nam diễn viên Nhan Phúc Vinh thẳng thắn phủ nhận. Anh trả lời truyền thông: "Tôi buồn cười và không hiểu tại sao mọi người lại đồn như thế. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi." Về phía Nhã Phương, người tình của Trường Giang khẳng định mối quan hệ với diễn viên họ Nhan chỉ là bạn thân. Họ đã chơi với nhau gần 7 năm qua. Nhan Phúc Vinh khó tính lắm, không bao giờ muốn lùm xùm chuyện nọ kia đâu. Thế nên tôi nhắn tin xin lỗi vì những lời đồn, ông ấy cũng hiểu. Bạn thân nên xin lỗi như một cách để ông ấy thấy mình có lỗi với ông ấy. Nghe xong ông ấy chỉ biết cười trừ, vì tự nhiên một ngày mở mắt ra lại thấy tin như vậy, Nhã Phương trả lời báo chí. Lâm Khánh Chi trần tình về phát ngôn, Phan Hương Giang idol mất dạy, họ cố tình gài bẫy hại tôi. Tôi nghĩ Phan Hương Giang đã cố tình gài, rồi cắt ghép đoạn livestream để đăng lên mạng. Rất nhiều lần tôi bị hại như vậy, Lâm Khánh Chi trần tình. Liên quan đến phát ngôn, tôi chưa thấy fan của ai mất dạy như fan của Hương Giang idol, đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Mới đây, chia sẻ với báo, Lâm Khánh Chi không khỏi bức xúc kể lại sự việc. Người đẹp chuyển giới khẳng định, chiều ngày 17 tháng 4, cô có trò chuyện giao lưu khán giả trên trang cá nhân. Người đẹp họ Huỳnh cho biết, cô có kể lại việc bị fan Hương Giang idol mỉa mai khi nữ ca sĩ họ Nguyễn đăng quang cuộc thi Hoa hậu. Đúng là chiều 17 tháng 4, tôi có thực hiện một livestream để giao lưu với khán giả trên trang cá nhân và có kể lại câu chuyện tôi bị Phan Hương Giang mỉa mai, châm biếm khi cô ấy mới đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Đó là thời điểm tôi sợ dùng trang cá nhân vì Phan Hương Giang ngày nào cũng vào chửi bới với nhiều lời lẽ thiếu văn hóa. Tôi chưa chúc mừng Hương Giang thì bị nói ganh tị, khi chúc mừng rồi thì nói sao tôi giả tạo vậy. Khi đó tôi mới nói, Giang có gì để tôi ganh tị, vậy mà Phan Hương Giang nói tôi nói Hương Giang không bằng tôi. Câu nói này là do Phan Hương Giang nói trước, Lâm Khánh Chi giải bày. Đặc biệt, giọng ca Sầu Thiên Thu khẳng định những gì cô nói trong cuộc livestream đều do người hâm mộ của Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 cố tình gài, sau đó cắt ghép và tung lên mạng xã hội. Tôi nghĩ Phan Hương Giang đã cố tình gài tôi, rồi cắt ghép đoạn livestream để đăng lên mạng. Rất nhiều lần tôi bị như vậy, và bắt lỗi từng dấu hậu dấu ngã mà tôi đăng tải trên trang cá nhân, để rồi báo chí có cái nhìn khác về tôi. Tôi thực sự không muốn nói thêm gì nữa, người đẹp chuyển giới thẳng thắn. Trước đó vào ngày 17 tháng 4, Lâm Khánh Chi gây sốc khi điểm mặt chỉ tên Phan Hương Giang là những người mất dạy. Nguyên nhân khiến Lâm Khánh Chi bức xúc là do hình ảnh công chúa bị đem ra mỉa mai, chế nhạo thậm chí xúc phạm. Hương Giang đoạt giải Hoa hậu thì liên quan gì tới tôi mà tụi fan nó lên Facebook chửi tôi không ra một cái gì hết. Chưa kịp khen thì chúng nó bảo ganh tị. À mà không khen, đến khi khen tôi lại bị chửi giả tạo. Sống làm sao để vừa lòng tụi bay. Tụi bay có thần tượng Hương Giang như thế nào thì Hương Giang cũng không hơn được chị. Mỗi người có một vị trí trong lòng khán giả, nếu thích thần tượng thì đừng làm ảnh hưởng đến thần tượng của mình. Người đẹp 41 tuổi công khai rõ mặt. Không những thế, chân dài họ Huỳnh thẳng thắn cho biết cô chưa thấy khán giả của ai mất dạy như khán giả của Hương Giang idol. Bên cạnh đó, những lời lẽ xúc phạm của người mà cô nhắc đến khiến nữ ca sĩ tổn thương. Đắp mình trong phòng khóc một mình, tôi chưa thấy khán giả của ai mất dạy như khán giả của Hương Giang. Tụi nó chửi khiến tôi từng phải đắp mình khóc trong phòng một mình, chửi tôi không còn một cái gì hết, trong khi tôi đâu có đụng chạm gì đâu, thần tượng ai thì qua Facebook người đó mà tung hô. Hôm nay bức xúc là phải nói hết luôn, bởi không ai có thể ngồi yên được khi bị chửi nhiều lần như thế. Mỉa mai tôi ganh tị Hương Giang, nhưng Hương Giang đâu có gì hơn tôi đâu mà ganh, Lâm Khánh Chi bức xúc. Trước thêm đám cưới, lộ danh tính người yêu Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ Thương Hoài ngàn năm cho biết người này không hề sợ anh như những người yêu trước đây. Mới đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về một nửa của mình ngay trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Được biết, người yêu của nam ca sĩ hiện tại không hoạt động trong showbiz. Trước đó, Vũ Hà từng tiết lộ Đàm Vĩnh Hưng thường ngửi áo người yêu trước khi ngủ. Nam ca sĩ cũng khẳng định việc gặp được đúng người khiến anh trở nên chung tình. Mười mấy năm rồi thử yêu nhiều lắm, ngôi sao showbiz có, người thường, doanh nhân cũng có. Thế nhưng họ lại sợ tên tuổi của tôi, sợ sự nổi tiếng chú ý. Riêng người này lại không sợ Đàm Vĩnh Hưng. Ngay lập tức cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người cho rằng anh đang chuẩn bị có một hôn lễ không xa trong tương lai. Trước đó, bức thư tình Đàm Vĩnh Hưng viết cho bà xã đã nhanh chóng thu hút hơn 18.000 lượt bày tỏ cảm xúc, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ. Đàm Vĩnh Hưng không ngại tiết lộ, mọi người hay đồn tôi viết thư tình lắm.
nên hay gọi điện kể chuyện tình cảm rồi nhờ tôi viết. Thú thật tôi viết cũng không tệ, anh nói. Nhiều người cho rằng giọng ca say tình phải từng trải qua mới có những cảm xúc thật như vậy. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định hạnh phúc cá nhân mình hơn biết là đủ. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Hưng nghĩ tốt nhất là không nên khai báo gì cả. Đàm Vĩnh Hưng từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thừa nhận đã có người yêu hơn một năm. Người yêu Hưng ở xa, Hưng chấp nhận và vui với điều đó. Có lẽ Giáng sinh này người yêu không về kịp nhưng sẽ đoàn tụ vào dịp Tết Tây. Trước đây, Hưng hay khoe chuyện tình cảm và gãy gánh giữa đường nên lần này phải giấu hết sức kỹ lưỡng. Do người yêu ở nước ngoài nhưng Đàm Vĩnh Hưng khẳng định không hề cô đơn, bởi anh luôn có những người bạn thân đồng hành, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và công việc. Nhìn cái mặt Hưng đi, ai cũng nói đang yêu hay sao mà trẻ và rạng rỡ quá. Vâng, đúng vậy, Hưng có niềm vui riêng nên thấy mọi thứ dễ chịu, yêu đời và lỡ cọc cằn trong tính cách.